của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV. Là đây là cái kênh mà Đức Vũ luôn chia sẻ những cái điều mà thực tế nhất cuộc sống ở Mỹ, ví dụ như là nhà cửa, công ăn việc làm, rồi học hành, rồi tất cả những cái thứ mà gọi là thực tế nhất. Và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ cho kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV cũng như là kênh Đức Vũ USA. Thì không biết là cái tiếng với cái hình nó có rõ không các bạn, thì hôm qua mình có một số trục trặc để mình thử xem là nó có tiếng không các bạn ha. Rồi các bạn nào đang xem thì cho tôi cũng biết là nó có tiếng không quý vị các bạn. Cái tiếng hình như nó hơi hơi nhỏ thì phải. Alo alo. Dạ xin Hello, dạ xin chào chị Phương Lê nha. Chị có thể cho Đức Vũ biết là tiếng nó rõ không? Tại vì mấy nay mình hơi trục trặc. Dạ, con cảm ơn cô Lan Thi. Dạ, rồi. Cảm ơn cô Lan Thi rất là nhiều. Dạ, nghe tốt. Dạ, rồi. Alo, alo, dạ, nghe tốt ha mọi người ha. Rồi, thì hôm nay Đức Vũ lại chia sẻ cái liên quan đến nhà cửa với bạn và cập nhật cái thông tin mới nhất. Đó là cái lãi suất thế chấp cho vay nó bắt đầu tăng. Trở lại các bạn ha, thì tăng trở lại là sao? Thì sau khi mà 3 cái tuần trước Đức Vũ đã cập nhật cho tất cả các quý các bạn đó, là sau thời gian mà giảm 3 tuần thì đã khiến mọi người, các cái nhà mà hoạch định kinh tế thì họ sẽ theo dõi cái việc mà chặt chẽ, bởi vì dự kiến đó là Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, tăng lãi suất vào tuần tới quý các bạn. Thì đó là cái nội dung đầu tiên. Cái nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ là một số cái người mua khi mà lãi suất nó bắt đầu nó tăng và giá cả mua nhà nó bắt đầu nó tăng lên thì bắt đầu người ta mới tạm dừng để mua nhà với các bạn. Và mình sẽ có một cái bảng thống kê là nếu quý vị các bạn mua nhà thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4, từ thời điểm tháng 1 đến tháng 4 thì chút xíu nữa quý vị các bạn nào muốn ở tiểu bang nào thì nói cho Đức Vũ để Đức Vũ biết, đó là mình sẽ coi cái số mà lãi suất nó vay nó tăng đó, thì mình phải trả thêm bao nhiêu tiền từ tháng 1 tới tháng 4 thôi nha các bạn ha, từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2023, 2022. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên thì mình đang nói tới cái việc là sau 3 tuần cái lãi suất nó giảm, thì hôm trước Đức Vũ đã chia sẻ với quý vị các bạn đó là lãi suất nó giảm, và bây giờ thì nó hơi đảo chiều và nó bắt đầu nó tăng lại trở lại trong tuần này. Cái khoản thế chấp lãi suất cố định trong 30 năm bây giờ nó đạt khoảng chừng, bây giờ nó tăng lên là khoảng chừng 5.23% và ngày ngày trong ngày 9 tháng 6 thì các bạn ha, thì mà cách đây 1 năm trước đó, thì là 3%, có nghĩa là dưới 3%. Và tuần trước mình đã đưa có quý vị các bạn đó là nó khoảng chừng 2-3 tuần trước thôi, 3 tuần trước thì nó là khoảng 5.09, nó giảm, nhưng mà bây giờ nó lên lại là 5.23. Và sau khi lên như thế này á thì có nhiều chuyên gia họ nói như là thị trường nhà đất á, bây giờ nó thật sự là nó cực kỳ nhạy cảm, bởi vì á sao quý vị các bạn, khi mà lãi suất mà nó bắt đầu nó tăng, khi mà lãi suất mà tăng đột ngột á, lãi suất cho vay các bạn ha, mình nói lãi suất cho vay tăng đột ngột thì nhu cầu một lần nữa thì họ muốn là kéo cái nhà trở lại, lạm phát bắt đầu trở lại. Thì quý vị các bạn thấy rằng á là mấy ngày hôm nay lạm phát của Mỹ bắt đầu nó cũng tăng là 8.6, 8.6% đúng không ạ? 8.6% thì làm sao với các bạn, trong khi đó nguồn cung nhà thì không có nhiều mà giá nhà thì tăng lên ầm ầm, rồi tốc độ tăng nhà tăng lên. Vậy thì khi mà lãi suất nhà tăng này á thì họ hy vọng rằng cái giá nhà nó hơi giảm hơn một chút, hơi giảm thôi chứ không thể nào là giảm đâu ạ. Có nghĩa là nó muốn giảm trở lại cái cố định. Lúc trước hồi trước mình mua thì mình phải trả thêm cái khoản tiền rất là nhiều. Ví dụ như trong tháng 4 mình phải trả, có nghĩa là khoảng 87 hoặc là 87% cái người mua nhà là phải trả cao hơn cái giá thực tế. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói tới cái việc mà sắp tới lãi suất mà nó tăng tiếp là sao các bạn? Thì các bạn biết là Fed là cục dự trữ liên bang, thì họ đang có những cái động thái mà các cái nhà mà gọi là kinh tế, hoạch định kinh tế thì họ đang theo dõi cái này rất là chặt chẽ, và họ dự kiến bạn ha, dự kiến là sẽ tăng tỷ lệ chuẩn này lên vào cái cuộc họp vào ngày 14, 15 tháng 6, có nghĩa là ngày ngày hôm nay là ngày 13 thì ngày 14, 15 tháng 6 thì họ sẽ tăng. Còn cái thời gian cụ thể cái nhà này họ nói đó
Trước mà cái thông tin mà lạm phát của tháng 5 thì các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát và cái việc mà tăng tác động tăng của lãi suất đó, họ tăng thêm nửa điểm nữa thì có nghĩa là nửa điểm thì chắc chắn đó là trong tuần tới họ lại tiếp tục tăng và nếu mà cái đợt tăng lãi suất này sắp tới này thì hy vọng họ nói là hy vọng có tác động nhỏ đến lãi suất cho vay thế chấp của cái lần mà tiếp theo này. Thì các bạn cũng thấy rằng bây giờ mình quay lại chút xíu ha, là vào tháng 3 thì Fed bắt đầu tăng cái lãi suất và lãi suất thế chấp mà lúc đó họ tăng là khoảng 80 điểm trong 3 cái tuần trước, có nghĩa là vào tháng 3 các bạn ạ, vào tháng 3 thì cái lãi suất cho vay cố định 30 năm tăng từ 3.85% lên sao ạ? Lên 4.67% vào cuối tháng 3. Và trong tháng 5 thì bắt đầu họ lại tiếp tục tăng lên nữa và cái lãi suất cho vay thế chấp là tăng ít nhất 20 điểm và đến cuối tháng 5 thì cái khoản thế chấp cố định trong 30 năm nó là 5,1 và 5,1%. Nhưng mà đến tháng này các bạn, đến tháng này thì nó sẽ tăng và theo cái này thì họ dự báo rằng là nó sẽ tăng từ 5,6% đến 5,7% vào cuối năm 2022 các bạn ha, vào cuối năm 2022. Thì bây giờ mình có một cái chút xíu là cái bảng mà gọi là lãi suất cố định mà nó vay trong 30 năm á, thì mức trung bình là ví dụ bây giờ là 5.23 và cái mức bình quân mà tăng là 0.9 điểm thì tăng so với 5.09 mà tuần trước nữa mà Đức Vũ đã thông tin cho mọi người. Vậy thì cái thời điểm hiện tại lãi suất kỳ hạn 30 năm mà nó trung bình thời điểm hồi năm ngoái nó chỉ có 2.96 thôi các bạn. Cùng thời điểm này hồi năm ngoái thì 2.96 thôi. Thì tương tự thì vay 15 năm nó cái lãi suất nó lại khác và vay rồi cái lãi suất điều chỉnh trong vòng 5 năm nó sẽ khác. Thì đó là cái cập nhật liên quan đến lãi suất. Bây giờ cái thứ hai là một số người bây giờ tạm dừng mua giữa cái lúc mà lãi suất nó đang tăng. Thì các bạn cũng thấy rằng là tình hình kinh tế nước Mỹ bây giờ cái gì cũng thiếu, cái gì cũng thiếu. Hồi xưa trước Covid là bắt đầu Covid đó là thiếu giấy vệ sinh, giấy xin lỗi giấy giấy toilet, giấy toilet các bạn ha, thiếu giấy nè ha, rồi bắt đầu bây giờ thiếu giấy nè, thiếu nước nè, thiếu rất là nhiều thứ các bạn chứ không phải là không. Rồi bây giờ xăng cộ, giá xăng nó lên, giá xăng nó lên, hồi xưa bà con xếp hàng đi mua giấy tùm lum la, bây giờ nó còn có một cái chuyện nữa các bạn, chuyện mà hồi hôm qua mình thấy cái thông tin mà mình có đưa với các bạn đó là thiếu cái loại tương ớt, tương ớt bây giờ không có hàng các bạn, chuỗi cung ứng nó bị đứng, thì khi mà chuỗi cung ứng bị đứng là toàn bộ những cái khác nó ảnh hưởng chứ không phải là thực phẩm không các bạn, về giá cả, về các cái gọi là vật liệu xây dựng, tất cả những cái thứ đó nó bắt đầu nó sao ạ, nó bắt đầu nó thiếu và nó thiếu thì bây giờ không có để mua. Rồi chip và chip của xe ô tô bây giờ có mọi người có những người họ đặt cái xe cả năm trời họ chưa có thể lấy được cái gì các bạn, bởi vì nó thiếu, rồi nó thiếu rất là nhiều thứ bạn ạ, và nó thiếu rất là nhiều thứ và nó làm cho dân của Mỹ bây giờ họ phải siết chặt hầu bao lại. Hồi lúc trước thì mình phải trả bao nhiêu đúng không, thì hôm qua mình có chia sẻ với các bạn đó là bây giờ một cái gia đình của Mỹ phải mất toi một cái chiếc Camry các bạn, mất toi cái chiếc Camry là sao, mỗi tháng cái chi phí nó phải trả thêm là khoảng chừng ví dụ như tiền xăng. Hôm qua mình phân tích đó là khi mà giá xăng tăng lên đó, có những nơi bây giờ nó là tăng trung bình là trên 5% rồi, xin lỗi 5 đô rồi, trên 5 đô, và có những nơi ví dụ như Cali có những cái vùng là 6 đô, 7 đô, 8 đô, có những cái tiểu bang là 9 đô, 10 đô, rồi nó là tính trung bình thôi đúng không ạ? Vậy thì khi mà giá xăng nó tăng lên nó làm cho những cái thứ khác nó cũng bắt đầu tăng lên. Còn cái chuyện mà chính quyền Biden đổi thừa là do nghe rồi do Ukraine thì cái đó mình không phân tích nữa các bạn, mình đã nói thấy rồi. Vậy thì khi mà cái tỷ lệ mà lãi suất bắt đầu nó tăng lên các bạn thì mọi người mua nhà bắt đầu họ hoảng sợ, thực sự là hoảng sợ thật. Nếu mà bây giờ mình ngồi mình tính thì hồi nãy mình nói á, là bây giờ mỗi gia đình khi mà mua xăng, xăng á, là cái chi phí tiền xăng nó phải trả thêm 160 đô. Cái này là bình quân cho bạn, chứ có nhiều người ít, có nhiều nhiều nhiều, nhưng mà họ tính bình quân là phải trả thêm 160 đô. Và các cái chi phí khác nó tăng với cái lạm phát 8.6% đó thì các cái chi phí nó tăng lên khoảng 400 mấy chục đô. Và hồi nãy mình nói đó,
là một năm mất 5.000 mấy đô và mình mất toi một chiếc xe Camry, mình mất toi một chiếc xe Camry đúng không ạ? Cái đó là cái điều mà phân tích mình đã nói rồi, mình đã nói rồi. Thì bây giờ mình quay lại, nếu mà với lãi suất mà mình vừa nói nó tăng lên á, là với lãi suất mà 30 năm vay á, mình phải trả là 5.23%, thì hồi cách đây một năm mình có trả có 2.96% thôi quý các bạn, bây giờ nó tăng lên như vậy. Thì nếu mà mình nói là tăng như vậy á, thì ngoài những cái khoản đó thì các bạn thấy rằng á, cái doanh số bán nhà hiện của tháng 4 á, đã giảm so với tháng thứ ba, có nghĩa là cái tháng 4 nó bắt đầu nó giảm hơn so với 3 tháng trước đó. Thì cái đó là cái thông tin. Vậy thì khi mà chi phí tăng rồi, mọi thứ nó đều tăng, tất cả mọi thứ nó đều tăng các bạn, thì cái tiền mà mua nhà, cái giá mà các bạn phải trả cho cái việc và cái việc bạn mua nhà nó cũng tăng đúng không? Đó, cái khoản thế chấp nó tăng lên mà. Thì ví dụ như lãi suất mà bắt đầu tăng, thì mình thấy mình có một cái bài toán trung bình đó, là cái khoản thế chấp tăng hàng tháng trung bình đó, là nếu quý vị các bạn hàng tháng các bạn phải trả cho cái tiền nhà của mình đó, so với năm với cái lãi suất trước đây đó, là nó khoảng chừng 258 đô, gần 300 đô quý vị các bạn. Và cái đó là cái tiền mà mình phải trả thêm, trả thêm các bạn ha. Và một năm mà cái tiền bình quân đó các bạn phải trả là 3.100, khoảng 3.100 đô các bạn ha. Thì cái đó mình phải trả thêm. Rồi tiếp theo nữa các bạn, thì bây giờ mình sẽ nói tới những cái tiểu bang nào mà có cái giá nhà mà cái hồi xưa cái lãi suất cho vay đó nó tăng cao, hoặc là những cái tiểu bang nào thì có cái lãi suất thanh toán nó thấp đi. Thì một số tiểu bang mà tăng cao nhất theo cái thông tin cái bảng mà mình thấy rằng thì họ thống kê đó là ở Cali, là cái lãi suất thế chấp nó tăng cao nhất các bạn. Cali nè, Washington State nè, Massachusetts nè. Rồi những cái tiểu bang mà nó thấp hơn, ví dụ như là nó tăng ít, có nghĩa là cái lãi suất cho vay nó tăng ít hơn, đó là ở Ohio, rồi West Virginia và Kentucky. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái vị các bạn một cái bảng, một cái thống kê, cái thống kê thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái tỷ lệ nó tăng của các cái tiểu bang này như thế nào. Thì mình không biết là các bạn này đang đang xem thì ở đâu, thì mình đầu tiên mình nói Virginia trước đi bạn, tại vì cái kênh của mình là ở Virginia DC với lại Maryland, thì mình sẽ nói Virginia trước ha. Mình để mình coi cái bảng này cho mình sẽ nói với các bạn ha. Các bạn nào ở tiểu bang nào thì các bạn có thể cho Đức Vũ biết. Thì mình sẽ nói là thứ nhất là cái giá trung bình của cái việc mà mình mua một cái căn nhà, ví dụ như cái căn nhà cái mortgage đó mình phải trả là 200 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn, thì tùy theo tiểu bang cái giá trung bình của các cái nhà đó nó sẽ khác nhau. Rồi cái lãi suất mình bắt đầu mình lãi suất cho vay cách đây hồi tháng 1 năm 2022, và tiếp theo là cái lãi suất trung bình của tháng 4, mình chỉ nói là thống kê từ tháng tháng 1 đến tháng 4 thôi, thì các bạn phải trả thêm bao nhiêu tiền với lại ha, thì trung bình một tháng các bạn phải trả thêm bao nhiêu, và trung bình trong tháng 1 thì mình trả bao nhiêu, trung bình trong tháng 4 mình trả bao nhiêu, và cái tiếp theo nữa là cái chênh lệch mỗi nào mỗi một tháng đó mình phải trả thêm bao nhiêu tiền, và một năm mình phải trả thêm bao nhiêu tiền, và trong 30 năm thì mình phải trả thêm bao nhiêu tiền, để cho quý vị các bạn nắm rõ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ coi tới tiểu bang hoặc tiểu bang nào đây, tiểu bang các bạn nào có comment thì các bạn đang ở tiểu bang nào các bạn có thể comment thì Đức Vũ sẽ cho các bạn tiểu bang đó ha. Thì đầu tiên mình sẽ thôi mình kiếm tiểu bang Maryland mình nói trước đi ha. Maryland, cái giá nhà trung bình ở Maryland vào tháng 1 năm, có nghĩa là năm 2022 các bạn, chứ không phải là tháng 1 nha, năm 2022 là 342.355 đô. Thì cái lãi suất cho vay hồi tháng 1 năm 2022 của Maryland là 3.77%, thì tháng 4 là 5.15% các bạn, tháng 4 là 5.15, bây giờ thì nó tăng 5.23% rồi các bạn ha. Bây giờ mình chỉ tính theo tháng 4 thôi, thì các bạn phải trả, ví dụ như tháng 1 bạn trả chỉ có mỗi gốc lẫn lãi trong tháng 1 đó, mình phải chỉ có trả là 1.589 đô thôi. Nhưng mà tới tháng 4, nếu các bạn mua nhà thì các bạn phải trả thêm là 1.704 đô, thì các bạn phải trả thêm xin lỗi, ở Maryland là 1.000, tháng tháng 1 là 1.589 đô, và tháng
tư quý vị các bạn phải trả là 1.869 đô và nó tăng là 280 đô, gần 300 đô quý bạn ha. Và một năm các bạn phải trả thêm cái tiền nhà khi mà lãi suất nó tăng như thế này, đó là 3.369 đô. Và trong 30 năm quý vị các bạn phải trả thêm đó là 101.000. À, có nghĩa là mua cái nhà 342.000 thì các bạn trong 30 năm các bạn phải trả đó là 442.000, 443.000. Đó thì đó là tiểu bang Maryland quý bạn ha. Rồi à, bây giờ mình đang nói có một người bạn của mình vô đây là Virginia, Virginia ha. Mình đang nói là cái này là cái giá nhà bình quân ha. Giá nhà bình quân của Virginia có nghĩa là 352.105 quý vị các bạn, và cái lãi suất cho vay đó là tháng tháng 1 là 381.000 3.81%. Thì tháng 5 là xin lỗi, tháng 4 là 5.18%, thì các bạn phải trả mỗi tháng nó là 1.600 à 1.600 mấy đó. Thì tới tháng 4 quý vị các bạn phải trả 1.900 mấy, thì các bạn phải trả khoảng chừng là 284 đô, 284 đô, và một năm quý vị các bạn phải trả thêm là 3.451 đô. À, và các bạn nó cũng tương tự giống như là các cái tiểu bang khác, có nghĩa là các bạn phải trả thêm khoảng chừng 102.000 mấy đó. À, rồi cái đó là cái tiểu bang mà mình thấy nó vừa vừa ha, các cái tiểu bang đó mà vừa với vừa vừa ha. Thì mình thấy ở New York nè, New York thì cái gì các bạn phải trả thêm là 308 đô quý vị bạn ha, 308 đô, và cái tiền mà bạn trả mà hàng năm các bạn trả thêm là 3.700 đô. Rồi để mình coi cái nào cao hơn nữa, cái nào cao đây, ở Cali. Cali giá nhà, cái mình đang nói là giá nhà bình quân nha các bạn, cái này người ta tính là giá nhà bình quân năm 2022 là 493.000, thì các bạn phải trả thêm là 406.000, có nghĩa là một năm các bạn trả gần 5.000 đô ha, ở Cali. Đó là cái thấy là cái điểm là cao nhất ở Cali, nó là cao nhất các bạn ha. Thì mình đang nói là cái này người ta đang lấy cái số liệu là cái giá nhà trung bình quý vị các bạn. Còn đối với cái nhà mà các bạn mua có thể là 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu, thì cái số tiền vay của quý vị các bạn phải trả một năm thì nó nhiều hơn rất là nhiều các bạn ha. Thì đó là một số thống kê, thì mình không biết là các bạn nào muốn coi ở các tiểu bang nào khác không thì có thể comment cho Đức Phủ, thì Đức Phủ sẽ nói. À thôi giờ mình lấy cái tiểu bang của một anh bạn đi, của một anh bạn đi, thì mình sẽ thấy cái giá nó cũng khác. Ví dụ như ở Tennessee ha, ở Tennessee là 275.000, giá trung bình 275.000 các bạn. Lãi suất tháng 1 là 3.96 và lãi suất của tháng 4 là 5.35, và nó bạn trả bình thường là tháng 1 là mình 1.300, nhưng mà tháng 4 là các bạn phải trả 1.500, nó tăng khoảng chừng 229 đô một tháng, và là 2.700 đô một năm. Rồi mình coi một cái tiểu bang có một cái anh bạn nữa, đó là ở Minnesota là 280, cái giá nhà bình quân là 283, khoảng 283. Cái lãi suất cho vay là tháng 1 là 3.77, thì tháng bây giờ là 5.22, và phải mới đầu mình trả 1.300 thì giờ trả thêm 1.500, và nó tăng 244 đô các bạn ha. Thì đó là những cái lãi, cái tiểu bang mà mình thấy nó thấp chứ không phải là nó cao các bạn. Hồi nãy Cali là khá cao các bạn ha. Thì nó có rất là nhiều các cái tiểu bang quý vị các bạn có thể xem để tham khảo. Đó thì lý do mà nãy mình đang nói đó là khi mà lãi suất bắt đầu nó tăng rồi giá nhà nó tăng, thì một số người họ đang nói là họ tạm dừng để họ mua nhà các bạn ha. Họ tạm dừng khi mà cái mà mình đang nói là cái giá nhà nó tăng rồi cộng với cái lãi suất nó tăng nữa, và họ nói rằng á, là có khoảng chừng các bạn vẫn còn nhiều người đi mua nhà. Nhưng mà họ nói cái họ sau khi mà họ khảo sát đó, thì họ đưa ra họ thấy rằng họ có cái số liệu thống kê, thì họ thấy khoảng 35% thấy rằng là những cái người mà họ bỏ thị trường, họ không có
quay lại thị trường để họ mua nữa các bạn, họ phải chờ. Và họ chờ thì cái thời gian mà các chuyên gia này nói đó, thì họ đang có cái kế hoạch họ chờ khoảng chừng 6 tháng hoặc là thậm chí 12 tháng tiếp theo để xem tình hình kinh tế nó như thế nào thì họ mới tiếp tục tìm kiếm cái ngôi nhà mơ ước của họ các bạn. Thì đó là một số các cái cập nhật của Đức Vũ về cái thời lãi suất nó vay nó tăng trong cái thời điểm hiện tại các bạn ha. Mình đang nói là thời điểm hiện tại so với tuần trước, so với những tháng trước, thì bây giờ có thể hồi hồi 3 tuần trước thì nó giảm hơn 5.09, bây giờ 5.09, bây giờ thì nó là bây giờ là nó năm hồi nãy mình đang nói là nó khoảng chừng 5.20 mấy phần trăm nữa các bạn, thì nó tăng. Ok, thì đó là cái chia sẻ của Đức Vũ ha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả quý các bạn. Bây giờ mình sẽ đọc comment và Zalo với tất cả quý các bạn. Dạ xin chào chị Phương Lê. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ hai chị ở Sancho. Dạ cảm ơn chị. Em cũng có một số người thân và anh bạn ở San Jose. Có người nói là San Jose thì mình đã đọc tên bữa mình có giải thích rồi quý bạn ha. Dạ con chào cô Lan Thi. Cảm ơn cô rất là nhiều đã cho con biết là cái tiếng nó tốt. Chị Phương Lê nói là thank you em đã chia sẻ thông tin hot về nhà cửa. Dạ cảm ơn chị. Dạ xin chào Dana Bùi. Hello anh Leon. Dạ cảm ơn anh Leon. Xin chào Minh Ngọc xinh đẹp nha. Xin chào Tên Nguyễn. Chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Em rất thích kênh của anh. Dạ cảm ơn Ti Nguyễn rất là nhiều. Dạ cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ cũng như là kênh Đức Vũ USA quý vị các bạn ha. Thì có nhiều người thì quý vị các bạn có thể chia sẻ hoặc là câu hỏi. Ngày hôm qua có một cái anh bạn khán giả của Đức Vũ á, thì có chia sẻ cái nội dung nó có chia sẻ cái comment quý vị các bạn ha. Thì anh nói thôi, cái này là nhận định của mỗi người và rõ là cái chia sẻ. Thì anh nói là với cái lãi suất tăng như thế này nè với cái lãi suất tăng như thế này thì giá nhà nó sẽ giảm hơn, có nghĩa là ở đây mình đang nói là giảm trở lại cái mức tăng bình thường. Ví dụ như hồi lúc trước nó tăng của 5, 6, 7, 8%, 10% thôi. Thì nó sẽ với cái lãi suất vay mà nó tăng như vậy thì giá nhà nó bắt đầu nó có thể giảm trở lại. Bởi vì với cái tình hình kinh tế, với cái việc mà lạm phát như thế này thì nó có thể tăng trở lại, có là giá nhà nó tăng không quá cao như thời điểm hiện tại. Ví dụ như bây giờ hiện tại là nó trung bình tháng trước nữa là nó tăng 25%, rồi sắp có những cái nơi họ nó tăng tới 30%, có những cái nơi tới tăng 34%, có những cái nhà nó tăng thì nó sẽ trở lại tăng khoảng 5-6% thôi, tăng 5-6% thôi. Thì cái người mà mua nhà đó, khi mà mua nhà trong thời điểm hiện tại thì người ta có nhiều cái lựa chọn để người ta mua. Và khi mà lãi suất nó điều chỉnh trở lại thì chúng ta có thể refinance, nhưng mà đó là một cái mà hôm trước mình đã chia sẻ rồi, nó cũng khó mà biết được lắm quý vị bạn. Thì ảnh chia sẻ theo cái cục diện mà hiện tại kinh tế nó đang xảy ra giống như vậy, nhưng mà mình cũng không biết được là nó có tăng hay không. Các bạn thấy đâu rằng là cái cuộc họp ngày mai cũng như là ngày 14, 15 bắt đầu họ lại tăng tiệm tiếp, và họ tăng tiếp thì sắp tới trong cuối năm này họ dự định cái kế hoạch mà cuối năm nay của Fed đó, thì họ sẽ tăng lên nữa. Thì khi mà tăng lên nữa có thể lãi suất là 5.7 6.% thì mọi người nói ồ nó vẫn còn thấp hơn so với những năm trước, nhưng cái số tiền mà mình phải trả thêm nhiều nó rất là nhiều hơn đúng không ạ? Rất là nhiều hơn à, bởi vì hiện tại cái tình hình kinh tế nó rất là gọi là dùng từ là bi đát trên toàn thế giới chứ không phải là ở Mỹ không các bạn ha. Rồi Mỹ thì bây giờ bắt đầu cái chuỗi cung ứng nó bị ngưng thì nó thiếu tùm lum, giống như hồi nãy Đức Vũ nói là thiếu giấy thiếu gì hồi lúc trước bạn. Bây giờ thì bữa thì Đức Vũ nói cái gì là thiếu trứng, và bây giờ thậm chí là thiếu tương ớt, rồi thậm chí thiếu luôn cả, xin lỗi quý vị các bạn, thiếu gì băng vệ sinh của phụ nữ đi mua không có. Thì mình không biết các bạn, cái đó là cái thông tin mà của báo nó đăng, báo nó đăng, các cái báo gọi là uy tín của Mỹ cũng đăng đàng hoàng với bạn. Nhưng mà ngày hôm qua mình đi vô mình đi chợ bạn, mình đi vô mình mua cái chai tương ớt hiệu con gà. Thì người Việt của mình thì chuyên môn ăn cái đó đúng không các bạn, chủ yếu ăn phở thì ăn cái đó, rồi nói chung là ăn cái gì cũng ăn cái tương ớt đó. Thì các cái chợ Mỹ thì mình thấy nó không có nha bạn ha. Cái này là ở tiểu bang Đức Vũ nha, còn ở tiểu bang của quý vị các bạn thì quý vị các bạn có thể chia sẻ cho Đức Vũ để cùng mọi người cùng biết, hoặc là mọi người cũng biết. Thì mình đi vô chợ Mỹ thì mình không thấy các bạn, rồi chợ Việt Nam thì bên đây chợ Việt Nam thì mình đi nó cũng hơi xa. Ví dụ như ở Eden thì mọi người cũng thấy đó, là hôm qua có người bạn nói ở ở ở
Eden ở Virginia thì nó vẫn có, còn mình đi vô chợ Korea các bạn thì hôm qua mình thấy nó cũng rất là nhiều hàng chứ không phải là thiếu, còn không biết là ở các cái tiểu bang khác nó có thiếu hay không thì mình không biết. Mình thấy là hôm qua mình vô mình mua mình thấy nhiều quá cho nên mình mua chỉ có 2 chai thôi các bạn, 2 chai thôi. Rồi mình thì mình không có mua nhiều nhưng mà mình thấy thiếu tùm lum tùm la hết các bạn ha. Thì thôi thiếu thì bây giờ mình phải gọi là thắt lưng buộc bụng thôi. Dạ, cảm ơn 36 anh chị đang xem cái livestream của Đức Vũ, và hiện tại thì có 15 cái like và Đức Vũ rất là thích like các bạn, rất là thích like. Thì quý vị các bạn hãy like cho Đức Vũ, bởi vì khi mà quý vị các bạn like thì mình sẽ có cái gọi là cái động lực rất là nhiều, và cảm ơn quý vị các bạn đã luôn dành những cái tình cảm yêu thương cho Đức Vũ, và hy vọng những cái chia sẻ của mình cập nhật những cái thông tin của Đức Vũ sẽ giúp ích cho quý vị các bạn một chút liên quan đến vấn đề liên quan đến nhà cửa, làm sao để chúng ta có thể mua được ngôi nhà mơ ước. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều. Xin cầu chúc những điều tốt lành đến cho tất cả quý vị các bạn, và chúc quý vị các bạn một tuần mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hôm nay ai đang đi làm thì sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc quý vị các bạn ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.